Mến chào anh chị bà con cô bác gần xa nha. Hôm nay về cái lô cây chiên khách hàng giá 200 ngàn một cây nha các bạn. Hôm nay anh Quốc Trạng nha, đứng quay Chào cả các nhà. bạn. Chào khán giả anh Quốc Trạng ơi. Xin chào cả nhà. Rồi, lô mai sao anh Trạng? Này là hôm nay bán thêm lô nha. Mỗi lô 600 ngàn, bán là mỗi cây là 200 ngàn. Rồi hình thức thanh toán sao anh Quốc Trạng? Là mình chuyển khoản trước mình nhận cây sau. Có chuyển khoản là có nhận cây đó. Bỏ cây 200 ngàn nha các bạn, mà bán là lô 3 cây nha các bạn. Anh Trạng bán lô 3 cây là 600 ngàn, không bao phí, chuyển khoản trước mới gửi cây nha các bạn. Lô hôm nay là có 10 lô. Là em bán chi cho khách hàng, em bán giá rẻ nên không bao ship nha bà con. Cây này hoành dao động nó sao sao anh ơi? Dao động là khoảng từ 17 đến 20, trên 20 cũng có luôn. Ok, vậy là quá ngon rồi. Rồi bắt đầu làm cái lô số 1 nha các bạn. Đây lô số 1. Thú luôn. Rồi 600 ngàn một lô nha các bạn. Quá rẻ các bạn ơi, mại vô. Đây anh Trạng nè, em của anh Tèo nha các bạn. Các bạn dùm kỹ nha. Em anh Tèo, em của anh Tèo á. Thừa 200k một cây, quá rẻ các bạn ơi. Anh chị xem yêu thích thì lựa vô nhanh vô nghe, nhanh tay lên nha, nhanh tay và nhanh tay. Đúng rồi, hay quá ta. Giá này có rẻ không anh? Giá này là quá rẻ luôn. Có vô, mình vô này là mình mướn bứng hay là cũng trên giá cái cây rồi. Vậy đó ha. Rồi cái lô số 1 nha các bạn, 600k. 600k chuyển khoản trước mới giao cây, không bao ship nha các bạn. Rồi đổi lô đi anh Trạng ơi. Rồi bắt đầu mình làm lô số 2 các bạn. Rồi lô số 2 các bạn. Quái vậy cà na không các bạn ơi, 200 ngàn một cây quá rẻ. Từ từ chặn ơi, nhẹ nhẹ từ từ đi rồi. Số 2 các bạn, lô số 2 phải hết đổi luôn. Thấy cái người hết nổi luôn. Lô số 2 này cũng là giá 600k phải không anh Trạng? Lô số 2 cũng đồng giá 600k luôn. Rồi hình thức thanh toán sao anh ơi? Hình thức thanh toán là mình chuyển khoản trước nha. Rồi. Phí ship sao anh? Phí ship là này là em bán giá chi ăn nên là em không bao ship. Quanh dao động sao anh Trạng? Quanh dao động là từ 17 đến 20. Ok, vậy là quá hợp lý rồi. Giá này đúng giá chi ăn nha, em so sánh là thấy cây rất khá nha anh em. Có thể là mấy kênh khác bán mấy cây này 700-800 có thể đó nha anh em. Rồi các bạn mua cây cứ so sánh với kênh này kênh kia nha. Ok. Đây anh Trạng nè, em của anh Tèo đó các bạn. Chào khán giả anh Trạng. Xin chào cả nhà. Ôi phô anh Trạng ơi. Mình bỏ tiền ra mình mua, mình thấy nào rẻ mà đẹp là mình chơi à. Ồ cái lô này quá khá anh ơi. Lô này quá khá. Cây bự bự không ơi các bạn. Đẹp bự màu quái nha. Cái này mình bứng bên đâu vậy anh Trạng? Này mình bứng bên vườn nha. Vườn ở đâu? Vườn ở bên Trà Vinh. Rồi anh Trạng bứng ở Trà Vinh về nha các bạn.
Trạng với anh Tèo là hai anh em đi bán trà Vinh về. Này mình tự bỏ công ra mình làm lời luôn. Đúng rồi. Cái này chứ em nghĩ chắc lời meo lắm hả anh Trạng? Bán giá chi ăn mà đâu có lời nhiều. Nói chung là chủ yếu là bán là vui chứ là chính. Lấy tiền xăng đâu vậy ha. Đúng rồi. Rồi, lô số 2. 600k nha các bạn. Đổi đồng giá 600 luôn. Đồng giá 600, lô số 3 chứ. Lô số 3. Xin lỗi căn nhà. Tiếp tục cái lô số 4 nha các bạn. Rồi, này thích hợp anh em mới tập chơi mua về ghép nha. Ok. Giá rẻ bất ngờ luôn. Giá chào đón nhà vườn không anh? Nè, chào đón dân tập chơi luôn đó nhà vườn nhảm gì. Mày cũng ít mình sống, có gì sai sót anh em bỏ qua ha. Đâu có gì đâu, khó anh em mà ráng giá này anh em thông cảm chứ hả? Ráng giá chi ăn cho anh em mà. Anh em ủng hộ nhiệt tình là cứ lâu lâu là về một đợt là chơi chi ăn cho anh em. Đúng. Hết cái câu nói của anh Trạng đó. Nên anh em theo dõi kênh mình hơi nhiều ha. Anh em cứ thích mình cứ bấm vô đăng ký kênh, bấm vô cái chuông để có thông báo mới ha. Ok. Hay quá. Rồi, lô số 4 nha, cũng đồng giá 600k nha các bạn. Hoành dao động từ 17 tới 20 nha các bạn. Rồi. Đổi phôi Trạng ơi. Hôm nay anh Tèo bị bệnh đây nha các bạn. Trạng em anh Tèo thế à. Tay mặt tay trái với anh Tèo đó nha các bạn. Quái vậy cành na mua lô số 5 nha các bạn. Không, cái dàn cây này khá khá không các bạn ơi. Đây là trên 20 luôn nè. Đúng rồi. Trên 20. Rồi giá nhiêu anh? Đồng giá 600 luôn. Rồi đồng giá 600 ngàn nha. Tính ra là 200 ngàn cây nha các bạn. Lô số 5. Đồng giá 600k. Đổi phôi Trạng ơi. Rồi số điện thoại anh Trạng là 0888 1777 08 nha các bạn. Mỗi thắc mắc thưa ngài anh Trạng. Rồi cái lô này mình biết bông không anh Trạng? Này hả? Không, không biết. Này mua bên vườn nó chưa có bông. Thấy lá không à? Lá màu xanh á. Rồi vậy là mình không có bao bông ha, cho anh em về hết đó thì mình rép giống gì thì thích. Đó. Trái bông là anh Trạng không có bao đó nha anh em. Quất Trạng. Lô số 6 nha các bạn ơi. Quái vị cà na, học cây này nè anh em, cây này khá lắm khá nè anh em, mà anh Trạng bán giá fan lay cho anh em luôn. Không có lọc cây ra bán mà cứ bán solo cho anh em luôn ha. Đó, anh Trạng bán rất có tâm nha anh em. Nói chung mấy cái này em đỡ ra em làm lại em bán giá cao hơn đó. Đúng rồi. Nhưng mà thôi, để chi ăn khách hàng bán lô giá số 6 luôn. Này rất khéo, khéo thật anh em ơi. Lô số 6, đồng giá 600k các bạn, không bao ship chuyển khoản trước mà gửi kể cây nha các bạn. Cái số tài khoản mà mấy anh chị muốn chuyển khoản qua thì mình liên hệ đến số là 0942745745 nha anh Đạt nha. Đúng rồi. Đổi phôi Trạng ơi. Tiếp tục cái lô số 7 nha các bạn. Số điện thoại 0942745745 chịu trách nhiệm về kênh này nha anh em. Mọi thắc mắc xin liên hệ về số đó ha. Rồi hình thức thanh toán chuyển khoản đồ cũng qua số đó luôn. Rồi anh em có thắc mắc gì cứ liên hệ nha Hiệp nha. 0939651619 nha. Mọi thắc mắc. Lô số 7 các bạn. Quái vậy cà na không nha. Anh Trạng này làm ăn rất có tầm, bán mà không lọc cây ra bán, cứ bán solo cho anh em. Cái này là cây này là muốn lên xù nha anh em. Đúng rồi. Cái này nè. Xù luôn chứ lên gì anh. Hả? Xù luôn hả? Đang lên luôn. Xù. Bán giá quá rẻ luôn. Cây này là nó đẹp nữa nha. Xù mà đẹp nữa. Ok.
Rồi mình tả cây cho ta. Cái nào xù đó anh? Đây cây này xù đây. Ồ. Xù lớn chưa nè. Đúng rồi. Rõ ràng ha anh em. Xù vú bò luôn ha. Đu luôn. Rồi, lô số 7 giá nhiêu chẳng ơi? Đây lô số 7 đồng giá 600 luôn. Rồi. Giá 600k các bạn. Mọi chi tiết xin liên hệ 0942745745 Nguyễn Hữu Đạt nha anh em. Chịu chứ. Mọi thắc mắc xin liên hệ hẹp 0939651619 nha các bạn. Rồi liên hệ chủ lô là 0888177708 nha các bạn. Dạ. Đọc số thoại nhiều quá họ không biết được liên hệ luôn. Ôi phôi chẳng ơi. Lô số 8 nha các bạn. 7. Tiếp tục lô số 8. Quái gì cà na con các bạn ơi, cái lô này quái thiệt. Rất là quái. Toàn bộ quái hết. Anh em mà nhiệt tình ủng hộ là từng sai đi săn cây nữa nha. Đúng rồi. Từng sai em đi qua bên vườn săn cây rẻ nữa. Nói chung là đi qua vườn mua giá rẻ là em về em bán rẻ cho anh em chơi à. Đúng rồi. Rồi các bạn hãy hướng mắt về nhìn chạng nha. Đây chạng đây, chạng đẹp trai đây. Quốc chạng Cần Thơ. Anh Tèo anh nói mà lên sóng cười nhiều nhiều một tí, cười hồi sáng giờ nó cứng cái hàm hết trơn. Rồi lô số 8 nhiêu chạng ơi? Đồng giá 600 luôn đây. Rồi lô số 8 cũng đồng giá 600k nha các bạn. Chuyển khoản trước gửi cây sau không bao phí ship nha các bạn. Đổi thôi chẳng ơi. Tiếp tục cái lô số 9 nha các bạn. Lô số 9 ghi số này hồi lộn số sáng luôn. 9 rồi. 9 này ghi số ngược lại là số người kia không ship được không? 9 này có. 9 này nghe đẹp nha. Đồ lô này phơm đâu. Ồ đúng rồi, già cây xịn thật. Lô số 9 nha các bạn. À, các bạn yên tâm nghe, mỗi cây mỗi lô thì có trên đầu có ghi số cho nghe các bạn. Đây số 9 đây. Đó, bạn cứ xem kỹ nha. Đó. Khi mình nhận cây là về là mỗi trên đầu thì có số hết. Mình bứng cái vườn này mình ước tính là bao nhiêu cây anh? Hôm bữa em bứng đâu là 450 cây á. Rồi là cái vườn này là mình còn khoảng 1000 cây phải không? Không anh Tèo đó còn cái 1000 cây á, khoảng đó là sẽ còn chia ăn khách nàng nữa phải không? Rồi đúng anh mà... em có yêu quý Hiệp Trương Hữu Đạt á thì bấm cái đăng ký kênh nha anh em, để anh em mình đón nhận những video mới và kết nối đam mê luôn ha. Lô số 9 nha các bạn, đồng giá 600k. Trời bộ quái gì cà na không các bạn ơi. Phải nôm luôn. Rồi đổi phôi chạng ơi. Tiếp tục lô số 10 các bạn. Rồi tiếp tục làm cái phôi số 10 nha, lô số 10 các bạn. Lô số 10 là lục cuối luôn nha. Bữa nay mình lên được mấy lô anh Trạng? 10 lô 30 cây. Rồi hôm nay là 30 cây phôi máy nha các bạn. Phôi 200.000 30 phôi nha các bạn. Còn bộ quái gì cà na không nghe các bạn. Có một số anh em hỏi ủa anh bán gì rồi lấy tiền đó anh nuôi vợ.
Dạ. Này mình bán là chỉ là chỉ ăn khách hàng thôi, ví dụ như mình bán mấy cây lớn thì mình có sống một tí. Giờ này mình chỉ ăn khách hàng bán giá mềm mềm tí cho anh em chơi. Dạ. Là bán lỗ phải không? Này không lỗ, bán lỗ là không được. Lỗ đâu ai bán làm gì đâu. Này bán là như là lời mà lợi ít, meo lắm. Là như là cà phê xăng cổ đâu phải không anh? Dạ là có lời nha các bạn. Có lời nhưng mà lời là meo. Không có lời nhiều. Có một số anh em cái lô trước hỏi ha, là vườn ở đâu mình chỉ cho ta đó anh, tặng cho ta mua. Mày nếu mà là vô vườn đường cũng khó đi lắm. anh em thích thì qua đây, đi đó. Với em. Đó. Rồi anh em cứ thích thì qua tới vườn á liên hệ chạm. Số qua số điện thoại 0888177708. Để mình có thể thương lượng nguyên mua hết cái lô 1000 cây nha các bạn. Nhưng mà cái lô đó em mua rồi, em đặt cọc rồi. Chỉ là chờ ngày đi bứng thôi. Còn anh em thích mà ví dụ như qua đây phải không? Mua lại lô của em thì rồi qua đây coi với em. Mua lại. Vậy đó anh. Rồi, cái lô số 10 là giá nhiêu em? Cũng đồng giá 600 luôn anh ơi. Quanh dao động sao em? Từ 17 đến 20, hai mấy cũng có nữa. Rồi, chung là quanh dao động 17 tới 20 các bạn. Đồng giá 600k. Một lần nữa là chuyển khoản trước, gửi cây sau không bao phí ship nha các bạn. Rồi, cái lô số 10 cũng là cái lô cuối clip ngày hôm nay nha, Hiệp Trương. Chào khán giả Hiệp Trương. Rồi, Hiệp Trương cũng xin cảm ơn tất cả anh em trong thời gian qua ủng hộ anh em ha. Chúc anh em sức khỏe, thành công, vui vẻ, mọi điều tốt đẹp đến anh em. Rồi, Quốc Giảng, chào khán giả, em anh Tèo. Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ. Rồi, anh Trạng mới lên clip lần đầu nên hơi rung nha các bạn. Thái mát chứ. Biếu vậy. Rồi, thôi chào khán giả. Hẹn khán giả là một cái clip mới nha.